Thôi. Đi đây đây, lên đây bên này. Bên này. Em đi bắt cá. Cá. Ừ. Em đi rồi. Đi nhìn đường nhá. Đi. Ớn sờ lọ đây. Thôi rồi, bây giờ cạn hết nước rồi. Tí thôi. Ừ. Tại mẹ chết em như gì nào? Mẹ chết em mới vui nào. Chết. Chết mẹ nhìn đó. Ui. Ui. Ủa. Ủa, tìm lại. Này, dài ở chỗ nào? Ngồi ở đây. Ôi, đây lấy cái lá chuối này che đầu. Có một viên này. Mua mua vàn nào em? Hôm bảy giờ em. Đây à, mẹ đi. Mẹ bơm nước đủ đún nè. Ê nè, mẹ bao tôn gì đấy à? Thank you.
Vậy đi bắt à. Đây, mẹ lấy cái gùi của em cho em à. Đấy. Ui, yêu sâu lắm. Em ở đây bắt ốc này. Em đứng ở đấy chờ mẹ nhé. Mẹ cũng xuống đâu. Sâu lắm. Em không xuống được nhá. Ở đấy chờ mẹ ha nhé. Mẹ đi bắt cho em ha nhé. Yêu. Lên đây đây, trên đây. Chỗ này thì không đi được kia hả? Không vào trong này nữa. Mày đi bắt cá hả nè. Con to lắm. Đến đây. Nè. Cá to nè. Này. Này. Ui, để hai con. To lắm. Ba con. Thích ạ. Nó. Qua trong đi nhá. Em nhận ông nhá. Ờ, được ô em. Được anh.
Nó, mày được cá to lắm. Một tay. Cá bắt này. Em bắt được không? Ui. Ui. Ê này. Cá bé. Không được. Ốc. Hả? Nè. Nè đây bác ơi. Chú. Thế em đi ra ngoài đang. Tiếp à. Nhận ạ, nhận ốc nhá. Em được có con cá nhiều cá ổ. Em từ bác được ổ. Bé. Em xem của em nhá. Con ấy, 6 con. Em gái này được bao nhiêu em? Cho mày nè. Sao? Em về đây đâu. Đầy chậu rồi em ơi. Cá của mẹ chui ra ngoài. Được rồi, đi về à. Đi về rửa sạch sạch đã. Em đi tắm sạch đã. Nhiều chưa? Để mẹ đi lấy đồ à? Mẹ đi con đấy là nó. Nín nào. Ôi mẹ xong rồi. Nín nào.
nhìn đây nhá, em ôm cho mẹ nè, ôm cho mẹ. Ui, con to lắm đây này. Ui, thích không? Dạ, có hai con nè, ba con. Về nhà đã tắm đã, à, tắm sạch sạch à. Ui, nó cả to đấy. Ây, nhiều thế nhỉ. Ui, 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 con này. Ui, này, em xem gà sắp đầy vui chưa? Ui, ui, ui. Đấy, sắp xong rồi. Ôm chưa nè, mẹ hai tay nè. Mẹ không có tay nè. À dù, con này to thế. Ui, ui. Con này, ây hồ, hết rồi. Đầy vui rồi. Ô, của con nè. Mày đổ vào đây hết nè. Ừ, đây, đây, đây. Ây hồ. Con đi về nhà đã rửa. Về nhà tắm sạch đi chợ rồi nhà. Em không nhẹ ơi. Em đi về nhà tắm sạch thôi. Cá nhiều không? Cá nhiều lắm. Yeah. Trời, em đã hết rồi nhỉ? Bẩn hết rồi. Về nhà tắm thôi. Rửa mặt em à. Bùn đất bẩn đấy à nhà. Meow.
cầu ra. Con này của cô ạ. Ba lạng. Đấy đấy, ở bên này này. Con này ạ. Không có tiền lẻ giờ mà. Chùa nhá. Xin.
để cháu lấy ạ. Ôi, em ơi, ngắm vừa mắt. Ái, đi. Để em ướt. Cắm. Ừ, con này cháu thả ao lâu. Được, cho nó ra đi. Cho nó ra đi. Ướt á. Không đến 5 lạng mà chọn con nào to cho nó đủ 5 lạng nhé. Lấy nước cho bà, lấy nước. Bà bà bằng tiền chết. Bà 20.000. Sản chết. Rồi, chết hả? Ngá nha em nhá. Tí lật một phát là em ngá đấy. Nhớ em lắm. Ấy đấy đấy, bà nói cũng phải. Không sao, không sao, không sao nhỉ. Còn 15.000 nữa đi. Nó không lấy chân nhà được. Nghỉ kia. Ngồi nhá, đây. Chào cảm ơn nhá. Ờ, em ngồi cho, em ngồi cho. Ủa, tiền đây này. Ngon rồi đấy. Tiền. Bà cứ lấy nhá, lấy đi, không sao đâu. Mẹ đi lấy ngô cho con ăn nhé. Ờ, của con mà. Đây này, thế con cầm tờ này. Đấy, cầm nhé. Em đi ăn cái gì mẹ mua cho nhé. Đó. Thế à? Má ơi, chín má. Má đi thôi. Má đi thôi. Má đi. Má sao? Bao mới khai ra khai ra. Ăn không chục rồi đó. Là đây bán này gái. Mình chỉ bán đây chị để hả? Ông Hoa lúc cứ hết mà. Hello. Mua từ bao nhiêu bà ơi? Ô xả lắm. Tôi vào áo ở bắt ở nóng lắm đấy. Đấy. À bụng thì tôi bóng thảo nó tôi bóng. Đó là bụng. À mình tôi bóng thảo này. Ăn tối về bóng. Ơ khá rồi, dạ. Ôi. Ủa, cứ để đây nhé. Đây là cầm đây. Đây là cầm đây. Đây là cầm đây. Cầm đây. Cắn. Cách nào là cắn. Nè, thức ăn của mẹ. Thức ăn của con á. Ngon lắm. Ngon không? Thôi anh này ông mưa thấy mày á xong tặng
dưa hoang ướp hoang tôi phải chí cá cũng được ướp mí hầm bóp mà chí cái này ngon có nằm khổ ta bà cha tính lắm đúng tính lắm đấy bà tính mí một cân ôi cái túi nào cũng khổ quá. Cháu bà hết. Hết cá rồi. Chạy nhanh kia đó. Để đi đổ nước nào. Ô lùm như này. Mẹ đó. Đi à. Bạn lưu ra. Thank you.
rồi nhà nhà vợ à. Đây mềm giặt áo bờ bờ na, con đi bắt cả áo bờ bờ na. Ở trong chiếu ấy. Con chơi ở trong chiếu ấy. Để ô tô vào trong chiếu quá chơi với nhà. Cho vào trong kia vào. Thôi ở ngoài đây bẩn lá. Đi uống hết chưa con đi. Hết chưa? Vâng. Mình chờ mẹ một tí à. Thôi. Ủa bây giờ nó mà mang ra nữa. Đây. Tiếp. Tiếp vào nhà thôi.